giới thiệu cái giò đẹp thế nhỉ. Đây là loại gì? Trục vuông. Chưa cái nào nó nở hoa. Cái này thì bao nhiêu? Dạ bán rồi. Hả? Cái đó bán. Bán rồi. Bao nhiêu tiền? 10 triệu. Đẹp nhỉ. Không có, nó chưa ra cái hoa nào. Và nụ cực đẹp ạ. Quay cái này ở dưới ngoài này. Cực đẹp. Cái giò na này người ta đã bán là 10 triệu đồng. Các bạn thấy độ của nó rất là đẹp. Nhiều. Đó, rất là bán đắt không biết. Có ná không hay nó chỉ thế này đây? Thì đây là một cái dòng địa nam. Người ta gọi là bầu hồ lô. Bầu hồ lô cái thân của nó nó như cái quả bầu hồ lô. Đây nó quả thật thật thật. Thì đây nó chỉ có thân nó thôi. Cánh hoa rất đẹp. Cái thân nó không thể ná. Có cái cánh hoa lên và rất là đẹp. Đây là một dạng nam đa châu. Một cái hoa của nó ra là rất to, cây này rất to. Đây các bạn thấy rễ nó rất là to thân. Thế giờ này thì chủ vừa bán nói là bán 4,5 triệu. Mình mời các bạn xem cái hoa hoa rất là to. Thì đây là một dạng quế, nhưng mà màu gì tôi không hỏi. Cái loại này thì nó dễ sống. Thế là cái bò của nó rất dễ sống, chăm sóc. Cái cây đây là rất to. Màu gì thì tôi cũng không hỏi. Bởi vì mình thấy đẹp đẹp thì mình quay lên. Còn đây là một dòng nan tiên đô. Đây là một số dạng kiều vuông hoặc là người ta gọi là thủy tiên. Cái này là cứ bắt đầu ra lộ hoa. Đấy, giò hoa rất đẹp. Thì người ta bán khoảng 600 đến 650 một cái giò này. Cái hoa đẹp thế nhỉ? Cái hoa giò là 600 đến 650 người ta treo giá. Các bạn thấy hoa nó vàng, hoa trắng, hoa vàng rất đẹp. Thì cái dòng này là nó là hoa là phải ngoài Tết. Như đây là dịp Tết là chắc người ta kết hoa. Thì cái đồ hệ này là sau Tết nó mới có cái dòng này. Còn đây là một cái cây đam châu thân rất mập. Tôi niêm yết đây là giá là 1,4 triệu đồng. Hiện giá vài hoa rất là và cái cây này thì hoa trắng chủ tịch. Thường thường cái đai châu là hoa nó còn trông tím tím trông vàng. Còn riêng cái bụi này hoa trắng tịnh. Cái này là giá treo đấy là 1,4 triệu đồng. Đây là các cái dòng nan công nghiệp. Thì cái loại này người ta gọi là nan hồ điệp. Rất nhiều bảy hoa. Mà cái hoa này nó tồn tại được rất là lâu. Và giá của nó là như ở đây bán là khoảng 200 đến 250 một cành. Thì như những cái giò này, cái bình này là 5 cành thì khoảng 1 triệu hoặc 1,2 triệu gì đấy. Thì các bạn thấy hoa nó rất là đẹp. Hoa nó nở được rất là lâu, giữ được rất lâu. Thì tôi thấy đẹp thì tôi quay tôi chia sẻ lên đây.
hoa Tết thì còn rất là nhiều. Và đây là như có một cây mai rất là đẹp. Thì tôi cũng xin tạm dừng video này đây. Bạn nào quan tâm thì có thể like, chia sẻ vào cái kênh để theo dõi những cái video tiếp theo. Và xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.